Minh Tinh Thẩm Thí Hằng trong ký ức Người Ở Lại và ý nghĩa biệt danh Người Đẹp Bình Dương. Ý nghĩa biệt danh Người Đẹp Bình Dương của Minh Tinh Thẩm Thí Hằng. Kể từ khi chính thức bước vào nghề năm 1957, với vai diễn Tam Lương trong phim Người Đẹp Bình Dương, nữ minh tinh điện ảnh Thẩm Thí Hằng đã trở thành người đẹp nổi danh nhất Sài Gòn và là một biểu tượng của sắc đẹp miền Nam biệt danh Người Đẹp Bình Dương, cũng gắn liền với Thẩm Thí Hằng từ đó. Và trong giới nghệ sĩ lĩnh vực sân khấu điện ảnh, trước năm 75 ở Sài Gòn, không có nhiều người được vinh dự có biệt danh như vậy. Ngoài nữ hoàng sân khấu, Thanh Nga thì có Người Đẹp Bình Dương Thẩm Thí Hằng. Mới nghe qua biệt danh này, nhiều người sẽ tưởng lầm là Thẩm Thí Hằng, nếu không xuất thân ở tỉnh Bình Dương thì cũng có liên hệ gì đó đến vùng đất gốm cách Sài Gòn khoảng hơn 30 cây số về hướng bắc này. Ít người biết rằng thực ra Người Đẹp Bình Dương lại có xuất xứ từ Trung Quốc. Trở lại vào năm Thẩm Thí Hằng 16 tuổi, vô tình và là một định mệnh, cô nhận được từ tay một cô bạn thân tên là Thúy một trang báo có đăng quảng cáo thuộc thi tuyển diễn viên đóng phim của hãng phim danh tiếng Mỹ Vân tổ chức. Người đạt giải sẽ được sang Hồng Kông theo học diễn xuất. Vì còn rất nhỏ tuổi nên cô nữ sinh tên thật là Nguyễn Kim Phụng đã lén gia đình ghi danh thi tuyển. Nhờ sắc vóc hoàn hảo và bản năng diễn xuất tốt, Nguyễn Kim Phụng đã xuất sắc vượt qua 2.000 thí sinh để giành giải nhất với nghệ danh Thẩm Thí Hằng. Nghệ danh này được giải thích là tên Hằng được lấy theo tên con sông Hằng của Ấn Độ, vì Thẩm Thí Hằng là một tín đồ Phật giáo nhiệt thành. Thúy là tên cô bạn thân đã khuyến khích cô thi tuyển, và Thẩm là họ của nhạc sĩ Thẩm Oánh, một người mà Thẩm Thí Hằng rất ngưỡng mộ. Nhờ thắng cuộc thi tuyển lựa diễn viên nên Thẩm Thí Hằng được hãng phim Mỹ Vân giao cho vai chính Tam Nương trong phim Người Đẹp Bình Dương. Vậy Bình Dương ở đây có phải là tỉnh Bình Dương hiện nay? Thực ra cái tên này không liên quan gì đến địa danh nổi tiếng với các vườn trái cây hay là nhiều lò gốm của đất thủ Bình Dương, mà chỉ là một địa danh cổ ở bên Trung Quốc. Đạo diễn của phim này là nghệ sĩ Nam Châu, tức soạn giả Nguyễn Thành Châu, hợp tác với hãng phim Mỹ Vân đã dựa vào câu chuyện trong một cuốn sách của Tàu viết kịch bản cho phim và dùng địa danh cùng nhân vật nữ chính đặt từ cho phim Người Đẹp Bình Dương. Về sau này, có một ký giả kịch trường hỏi đạo diễn Nam Châu tại sao lại lấy tên phim là Người Đẹp Bình Dương, dễ nhầm lẫn với địa danh Bình Dương, Thủ Dầu Một. Nghệ sĩ Nam Châu trả lời rằng ông viết truyện phim dựa vào câu chuyện nhân gian bên Tàu, và lúc quay cuốn phim Người Đẹp Bình Dương thì tỉnh Thủ Dầu Một chưa đổi tên thành Bình Dương. Thật trùng hợp là khi phim vừa ra mắt khán giả thì lại đúng vào lúc có sắc lệnh của chính phủ đổi tên nhiều tỉnh, trong đó có tỉnh Thủ Dầu Một đổi thành tỉnh Bình Dương. Phim Người Đẹp Bình Dương được trình chiếu từ cuối năm 1957, nhưng thực ra trước đó một năm đã đổi và tách nhiều tỉnh, trong đó có tỉnh Thủ Dầu Một chia thành ba tỉnh là Bình Dương, Bình Long và Phước Long năm 1956. Tuy nhiên lúc đó sắc lệnh ban ra còn phải mất nhiều thời gian để thi hành các thủ tục hành chính và ban bố thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng vốn vẫn còn kém đa dạng, nên phải một năm sau đó thì nghệ sĩ Nam Châu mới biết thông tin về tỉnh Bình Dương. Sau năm 1975, ba tỉnh Bình Dương, Bình Long, Phước Long lại được nhập lại thành tỉnh Sông Bé, và hơn 20 năm sau đó, năm 1997 thì lại tách lại một lần nữa thành hai tỉnh là Bình Dương và Bình Phước, ghép tên từ hai tỉnh cũ là Bình Long và Phước Long. Trở lại vốn cốt phim cổ trang Người Đẹp Bình Dương có nội dung đề cao lòng hiếu thảo của cô gái Tam Nương. Dù bị gia đình ghét bỏ vì có ngoại hình xấu xí, trải qua những gian truân, cô gái Tam Nương từ vịt con đã hóa thành thiên nga xinh đẹp và được kết duyên cùng hoàng tử Khôi Ngô. Cốt truyện của phim đơn giản theo kiểu cô gái là Lem gặp được hoàng tử. Dù không được đánh giá cao về mặt nghệ thuật, nhưng gây tiếng vang trên báo chí và có công giới thiệu một số tên tuổi sáng chói trong bầu trời nghệ thuật miền Nam, Thẩm Thí Hằng. Phim được trình chiếu vào dịp Noel năm 1957 và năm mới năm 1958 với chiến lược quảng cáo rất bài bản của hãng phim Mỹ Vân, và đã thu hút được một lượng rất lớn khán giả kéo đến rạp và trở thành một hiện tượng điện ảnh. Từ cuốn phim này, vẻ đẹp mỹ miều sang trọng của Thẩm Thí Hằng đã trở thành đại diện cho điện ảnh Sài Gòn, là chuẩn mực về nhan sắc của phụ nữ miền Nam thời đó. Sự nghiệp điện ảnh của Thẩm Thí Hằng ngày càng đi lên đỉnh cao và nhanh chóng trở thành ngôi sao số 1 trong làng nghệ thuật, giữ kỷ lục về số phim nhựa tham gia là 60 phim, với tiền cachet 1 triệu đồng cho một vai diễn, tương đương 1 kg vàng 4 số 9 thời bấy giờ. Thẩm Thí Hằng trong ký ức Người Ở Lại. Đồng nghiệp ngưỡng mộ vẻ đẹp
nghiêng nước nghiêng thành và tấm lòng lương thiện, hào sản của minh tinh Thẩm Thế Hằng. Thẩm Thế Hằng qua đời ở tuổi 83 hôm ngày 6 tháng 9, khiến cho nhiều đồng nghiệp bàng hoàng thương tiếc. Nhiều người nhớ về tài nhan sắc, tài năng của bà khuynh đảo làng điện ảnh, đi tới đâu cũng được săn đón. Nghệ sĩ Mỹ Chi nói minh tinh xuất hiện ở sân khấu nào, khán giả đứng chờ sẵn hàng bên đường đông nghẹt chỉ mong được gặp. Mỏng Tiền cũng là một trong mỹ nhân Sài Gòn những năm 1960-70, nhưng ngưỡng mộ dung nhan Thẩm Thế Hằng. Tôi chưa thấy ai có nét đẹp hiếm có như chị, với đôi mắt to tròn, sống mũi thon, vòng eo thon thả. Phong thái của chị ấy luôn tao nhã nhẹ nhàng, nghệ sĩ Mỏng Tiền nói. Nhan sắc đó được nghệ sĩ Nhân Dân Bạch Tuyết ngưỡng mộ từ thời đi học. Khi thành danh ở lĩnh vực cải lương, bà có dịp hợp tác nghệ sĩ trong bộ phim Như Hạt Mưa Xa của đạo diễn Bùi Xuân Duân, ra mắt năm 1971. Bạch Tuyết nói, lần đầu gặp chị ấy ngoài đời, tôi ngỡ ngàng vì còn đẹp hơn trên hình và màn ảnh. Minh tinh Kiều Chinh nhớ lại kỷ niệm cùng Thẩm Thế Hằng dự đại hội điện ảnh Á Châu tại Đài Loan. Thẩm Thế Hằng như bông hoa rực sắc, đi đến đâu cũng được ái mộ. Chúng tôi xanh bước bên các ngôi sao châu Á như Khương Đại Vệ, Lâm Thanh Hà, Trịnh Phối Phối, với sự ca ngợi của báo giới, Kiều Chinh nói. Trong ký ức đồng nghiệp, Thẩm Thế Hằng còn là người hiền lành tốt bụng, luôn giúp đỡ người khác. Nghệ sĩ Mỹ Chi cho biết bà và Thẩm Thế Hằng kết nghĩa chị em, thân thiết trong công việc và ngoài đời. Trong mắt bà, đàn chị vừa đẹp người vừa tốt bụng khi cả hai cùng hoạt động trong đoàn Hoa Hồng. Mỹ Chi ấn tượng vì Thẩm Thế Hằng bởi lối ứng xử chan hòa, không bao giờ chèn ép người khác dù mình nổi tiếng. Mỗi khi thấy người nào trong đoàn có hoàn cảnh khó khăn, chị Hằng đều móc tiền túi ra cho hoặc tặng quần áo để họ mặc. Nhà chúng tôi gần nhau nên chị ấy thường rủ đi làm thiện nguyện. Những khi không có lịch diễn, hai chị em tìm đến những ngôi chùa xóm nghèo tặng quà cho các mảnh đời cơ nhỡ, Mỹ Chi nói. Từng là đồng nghiệp thân thiết của nữ nghệ sĩ, nhạc sĩ Ngọc Sơn kể thân quen Thẩm Thế Hằng khi bà tới học nhảy ở ban Lưu Bình Hồng để có thêm trải nghiệm cho diễn xuất. Sau này ông được bà rủ về hoạt động trong đoàn Bông Hồng. Hồi đó ông được giao nhiệm vụ lên chương trình ca nhạc trước khi kịch mở màn. Nhạc sĩ nhớ Thẩm Thế Hằng hay mặc áo dài và có vẻ đẹp lộng lẫy, chị rất khiêm tốn đàng hoàng, ai gặp một lần là quý mến ngay, ông nói. Nghệ sĩ Hữu Châu diễn cùng Thẩm Thế Hằng trong vở Vực Thẳm Chiều Cao ở đoàn Kim Cương. Nhớ minh tinh hay mua đồ ăn vặt đãi mọi người khi tập kịch, tổ trước cô về dịp dỗ nghề sân khấu, coi như cô được ra đi thanh thản, anh nói. Khi rời xa sân khấu, minh tinh không màng showbiz, chuyên tâm tu tập làm thiện nguyện. Sau khi phẫu thuật thẩm mỹ, sắc vóc không được như trước, bà ngại tiếp xúc với bạn bè đồng nghiệp. Nhưng khi Mỹ Chi mời bà làm chủ hôn cho con trai lớn vào năm 2013, Thẩm Thế Hằng liền đồng ý. Tôi thương Thẩm Thế Hằng vì tình nghĩa chị dành cho tôi. Nghe tin chị mất, tôi không khỏi xót xa. Mới tháng trước, tôi qua nhà thăm, Thẩm Thế Hằng còn rất khỏe mạnh. Nữ diễn viên hài cho biết, hơn chục năm qua, nghệ sĩ Mộng Tiền từng được Thẩm Thế Hằng chọn đóng phim Em Về Giữa Hoàng Hôn ở Thái Lan năm 1973. Luôn muốn đến thăm nhưng bà từ chối, chỉ có thể gọi điện hỏi thăm. Theo Mộng Tiền, bà sống cùng người cháu, con của chị gái. Bốn con trai của Thẩm Thế Hằng đều sinh sống ở nước ngoài, thỉnh thoảng về nước thăm mẹ. Nghệ sĩ Thẩm Thế Hằng qua đời ở tuổi 83 ngày 6 tháng 9 tại nhà riêng ở thành phố Hồ Chí Minh. Lễ viếng dự kiến được tổ chức tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, quận Gò Vấp ngày 9 tháng 9, lễ dự vang vào ngày 11 tháng 9.